Bị đồn xây nhà 80 tỷ từ tiền từ thiện, Thủy Tiên bật cười kể chồng cho 40 tỷ tiêu vặt. Bên cạnh việc giải thích lý do sửa nhà thành xây nhà mới, Thủy Tiên tiết lộ công vinh chuyển cho cô khoảng 40 tỷ để tiêu xài từ tiền bán đất. Mới đây, Thủy Tiên chính thức lên tiếng về tin đồn cô ăn chặn tiền từ thiện miền Trung để xây biệt thự. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô bật cười khi đọc được những tin tức không đúng sự thật về mình. Mình định sửa nhà nhưng lúc thợ khoan gia cố móng thì nó sập tường luôn tí chết người. Buộc lòng phải tháo dỡ xây mới luôn tránh sự nguy hiểm, xong cái mình bị gọi là lươn lẹo. Sự cố xây dựng, đời tư cá nhân bất ngờ không lẽ đụng một ta phải trình báo ngay cho mấy bạn đi núp chụp trộm biết trước thì mới gọi là sống ngay thẳng ta. Trong khi mình xài tiền mình chứ có xài tiền của mấy bạn đâu. Hợp đồng xây nhà 3,2 tỷ thì các bạn viết ra nói xây 80 tỷ luôn. Hổng lẽ có 3,2 tỷ nhà em không có tiền làm ra. Thật ra giá làm cao hơn mà vì quý vị, tụi mình nên giảm tặng còn 3,2 tỷ thôi. Nhiều khi mình thấy tội chồng mình lắm. Tự nhiên giờ bị mấy bạn nói nghèo không có tiền xây nhà chỉ chờ tiền ăn bám vợ. Trong khi ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng của các câu lạc bộ trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cùng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỷ tiền mặt từ 5 6 năm trước rồi. Sau đó, anh có duyên mắt tay đầu tư đất đai, bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần. Tất cả tài sản làm ra đều công khai và đồng thuế nhà nước đàng hoàng, chứng từ đầy đủ. Việc các bạn nói nghe đồ năm ngoái mình phá sản là như sau. Mình thấy dịch bệnh, người ta khổ quá, sau Tết lại bị cách ly tháng 4-2020. Nên mình dùng tiền mặt của riêng mình để tiêu xài cá nhân, làm ra cho từ thiện hết, làm quảng cáo bao nhiêu sau đó đem đi cho sạch sẽ luôn. Lúc đó thấy người ta khổ nhiều quá, cho lố tay thật. Có nhà đông người, toàn người già và trẻ em bệnh tật, giúp cơm gạo 7 triệu đồng một tháng. Nhà ít cũng 2, 4 triệu đồng một tháng. Mỗi chỗ một ít mà tính ra thành nhiều, rồi mấy bạn đồn mình phá sản. Nhưng sau đó, ngày 28 tháng 7 năm 2020 và 29 tháng 7 năm 2020, chồng mình bán hai miếng đất một miếng 9,5 tỷ đồng và một miếng 10,1 tỷ đồng là tổng số có 19,6 tỷ đồng để mình yên tâm chuẩn bị sửa nhà. Tiền mình làm ra mình thoải mái cho chứ tiền chồng phải giữ lo gia đình không ảnh nguyên chết. Thật ra tháng 5 năm 2020, chồng mình có bán được lô đất 12 tỷ mà lâu quá đổi điện thoại không có chứng cứ. Nói cho vui khỏi tính vô trong này, đến giữa tháng 10 năm 2020, mình mới đi miền Trung. Tháng 11 năm 2020, ảnh lại chốt bán được thêm một căn bất động sản mua từ năm 2011, giá 13 tỷ nữa. Tổng ảnh 5 tháng ảnh cho mình 31 tỷ để yên tâm rồi. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắc tiền bán đất lạp vặt mỗi lần 3 năm tỷ nữa, thì cũng phải có hơn 40 tỷ để xài tiêu vặt. Còn đang muốn bán thêm và dụ mình nghỉ làm luôn ở nhà để ảnh đi làm nuôi mình, làm chi cực mà người ta nói hoài ảnh không vui mà mình giờ nghe lời ảnh nghĩ làm ở nhà nuôi mình rảnh rỗi xin nông nội đi làm từ thiện tiếp kêu gọi ủng hộ tiếp tại rảnh quá làm đam mê luôn lập quỹ chuyên nghiệp luôn thì có phải càng ảnh hưởng đến người thuê các bạn xích đinh bày trò ra hại mình không thà để yên cho mình bận biểu đi làm có tiền riêng giúp đỡ bằng tiền mình mỗi tháng mình phải nuôi rất nhiều bà già neo đơn khó khăn đóng tiền trọ tiền cơm cho nhiều người nghèo khổ nuôi nhiều trẻ em nghèo đi học xây nhà, xây cầu cho nơi khó khăn. Chứ nghĩ làm là mình kêu gọi quen năm suốt tháng luôn đó, tại mình rảnh và có máu đam mê giúp người lắm. Như vậy càng ảnh hưởng các bạn ghê gớm hơn, vì lúc đó mình hết biết sợ rồi, cho chửi luôn thì sao? Nói thì bảo khoe thì cũng kỳ, mà không nói thì bảo mình nghèo, không có tiền xây nhà, toàn đi từ thiện để ăn chặn tiền, mình cũng không yên. Hôm rồi, có bạn nào làm đơn kiện mình ăn chặn 178 tỷ tiền từ thiện. Mình cũng muốn bạn kiện đi, để mình còn được biết bạn thực sự là ai. Mình có đủ giấy tờ bằng chứng mà, nên mình có sợ ai đâu. Chứng mình ngoài sáng. Còn các bạn trong tối che tên, che tuổi, lén lén lút lút, hại người nên mình tò mò muốn biết lắm. Nên cũng đã cung cấp cho luật sư thông tin để chuẩn bị gặp người kiện nhưng luật sư mình bảo là trừ khi một cá nhân đi lừa đảo tiền có ký giấy tờ văn bản nhận tiền của bị hại và đầy đủ bằng chứng dụ dỗ bị hại bằng tin nhắn hay ghi âm thì lúc đó mới kiện được chứ tự nhiên không quen biết gì nhau mà thấy không vui rồi đi kiện người ta không chứng cứ thì cư con nào mà tiếp nhận hồ sơ nói thẳng ra là để mọi người yêu thương mình yên tâm và đừng lo lắng gì nữa thấy mọi người nhắn tin lo lắng cho mình thật thương lắm mình sống trong nghề hơn 15 năm, bị chửi bịa đặt vu khống cũng đã chục năm hơn rồi chứ ít đâu. Mình khá quen rồi, mình sống minh bạch không khuất tất gì. Nên mình chẳng có việc gì phải sợ, nói thẳng hay trôn tránh ai việc gì. Nhưng mình biết nhiều người, nhiều fan yêu thương mình còn lo cho mình nhiều lắm. Nên chuyện gì đúng hay không, mình cũng phải nói rõ cho mọi người yên lòng. Mình không phải nhạy cảm với khen chê trên mạng mà mình tự thấy có trách nhiệm với tình cảm của những người khán giả đã yêu thương mình. Chứ còn người đã cố ý xuyên tạc, thì dù mình đã úp sao kê, chứng từ mộc đỏ nhà nước rõ ràng nghiêm đầu trang, họ vẫn bảo mình chưa làm, họ cố tình không muốn tin, thì mình giải thích làm gì, Thủy Tiên giải bày. Kể từ sau khi kêu gọi được số tiền gần 200 tỷ đồng ủng hộ cho miền Trung đợt lũ tháng 10 năm 2020, Thủy Tiên liên tục vướng tin đồn ăn chặn tiền từ thiện gây khó dễ cho người chuyển nhầm tiền từ thiện tuy nhiên thủy tiên luôn lên tiếng giải thích rõ ràng và cung cấp chứng từ chứng minh sự trong sạch của mình